Cảm ơn em. Không có gì. Ở đây có thu lại điện thoại cũ không anh? Điện thoại hiệu gì? Dạ, anh coi đi. Điện thoại tôi có chụp hình nữa đó anh. Điện thoại bây giờ cái nào cũng chụp hình quay phim hết. Mà giá rẻ lắm nha. Điện thoại này 300 thôi. Dạ. Anh coi làm phước giùm. Anh trả ít quá à. Điện thoại này trước em mua là 2 triệu lận à. Ừ, trời đất. 2 triệu á, thì đi chỗ khác bán đi. Thôi, thêm 50 ngàn nữa. Đồng ý được thì bán. Dạ được, tôi bán. Chị gì ơi? Bán máu hả? Chị có bệnh gì không? Bán máu ở đây khó lắm á nha. Tôi quen biết cũng nhiều người lắm rồi. Mời chị đi theo tôi. Chị giặt rổ lại giùm tôi đi. Chị yên tâm, tôi làm liền mà. Chị làm việc này chi cho cực thân. Thôi đi với tụi này đi. Tôi biết mấy cha sồm sồm á cũng thích tìm của lạ. Mà nhìn chị đây á cũng nhan sắc lắm chứ bộ. Ý trời. Hả? Vô thái độ lẹ lên. Đi trễ quản lý nó chuẩn bị cho. Lẹ lên mày đi. Tao quên. Mẹ, chừng nào mẹ mới xong việc hả mẹ? Sao con mới trong nhà đọc sách đi, mẹ giặt đồ còn lâu lắm. Mẹ ơi, con nhớ ba quá à. Khi nào mẹ kiếm đủ tiền trả nợ, khi đó mẹ sẽ đưa con về kiếm ba, nha. Thôi, con không chịu đâu. Mẹ, mẹ đi kiếm ba liền đi mẹ. Ba cho tiền mẹ đi trả nợ mà. Sao vậy con? Mẹ mệt không? Sao mẹ không nghỉ một lát chơi với con? Con gái đợi mẹ một chút. Mẹ ủi xong đống đồ này, mẹ kể chuyện cho con nghe nha. Dạ. Cô Hồng ơi, cô Hồng ơi. Dạ. Dạ. Con đây gì? Cô cho tôi lấy tiền trọ tháng này. Tất cả là 900 ngàn. Dạ. Con tưởng đâu là tháng sau mới phải đóng chứ ạ. Không, ở đây á tháng nào á là tính luôn tháng đó à. Cô mới lên ở nửa tháng á, tôi tính có 700 tiền nhà thôi. Còn số còn lại á là tiền điện nước, tiền vệ sinh. Dạ. Dạ cô đợi con chút nha. Dạ. Con còn thiếu 200 ngàn. Cô cho con thiếu, tháng sau con gửi đủ cho cô. Mong cô thông cảm nha. Một lần thôi nha. Dạ. Cô nhận giặt ủi cho tụi bên này á thì cô phải lấy tiền ngay. Cô đừng có cho tụi nó thiếu, có thể là mất luôn đó. Dạ, cảm ơn cô. Vô đi. Cô tôi kiểm tra giúp giùm tôi nha. Khỏi. Thích thì mặc, không thích thì dục cho thùng rác thôi mà. Còn chờ cái gì vậy? Sao? Tôi lấy tiền công luôn hả? Tôi mới về đóng tiền nhà hết rồi. Mà tôi lại còn con nhỏ nữa. Mong cô tôi thông cảm cho. Cầm đỡ đi. Đêm qua xui quá à. Gặp toàn khách kẹo không à. Mày mốt trả hết cho. Dạ cảm ơn cô. Khỏi, chỉ cần bà đừng có để mắt tới thằng tình nhân của tôi là được rồi. Ê!
Không mang đồ về giặt hả? Nè, có thêm đồ của thằng kép tôi nữa đó. Giặt cho cẩn thận đó. Tôi chết. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh. Xin lỗi. Tôi mới là người phải xin lỗi. Không sao đâu. Thôi. Được rồi. Được rồi. Cô cứ về đi. Để tôi. Dạ xin lỗi anh. Em. Bà bị chồng bỏ. Đang cô đơn á. Dớt luôn đi. Có em bên cạnh rồi. Anh đâu dám.